Xin chào mọi người nha, rất vui gặp mọi người và trong video này mình sẽ chia sẻ mọi người rất là chi tiết về cái quy trình để bạn kiếm tiền với Google AdSense thông qua việc bạn đặt quảng cáo lên trang website nha. Hiện tại thì mình có rất nhiều video chia sẻ về cái việc làm web và sau đó các bạn kiếm tiền bằng việc đặt quảng cáo rồi, mà có nhiều bạn không hiểu rõ vấn đề nha và nhiều bạn đang bị thất bại thì mình sẽ chỉ ra là nguyên nhân thất bại của các bạn nha. Đầu tiên là các bạn đang hiểu sai nha. Hiểu sai đây là tức sao? Các bạn cứ hiểu đơn giản là có trang web gửi Google AdSense là nó duyệt kiếm tiền, không có nha các bạn nha. Google AdSense á, đối với việc đặt quảng cáo lên trang web á, nó cũng có sẽ yêu cầu tối thiểu giống như trên YouTube mọi người nha, tức là cái trang web của bạn á, nó phải có nội dung các bạn nha, và nội dung của bạn nó phải có ích nha, chứ phải nội dung bạn đi sao chép từ web này qua web kia của bạn đăng lên cái trang web của bạn và bạn gửi cho Google là Google nó duyệt kiếm tiền thì bạn đâu, không có chuyện đó mọi người nha. Những cái nội dung mà bạn chia sẻ lên trang web của bạn á, nó phải có ích cho người dùng nha. Và cái thứ hai ấy, là cái trang web của bạn nó phải có traffic, tức là phải có người truy cập mọi người nha. Nếu không có người truy cập là nó sẽ không duyệt nha mọi người nha. Các bạn hiểu đơn giản là bạn kiếm tiền bằng việc đặt quảng cáo lên trang web, vậy thì đã ra tiền thì cái quảng cáo nó phải xuất hiện trước mắt của người dùng. Vì vậy cái yếu tố và có cái người traffic vào trang web ấy, nó rất quan trọng mọi người nha. Đó, giống như cái trang của mình này, ở đây thì trong video này mình sẽ ví dụ luôn cho mọi người là mình sẽ đặt quảng cáo và mình sẽ gửi cái đơn xét duyệt quảng cáo cho Google cho các bạn xem luôn ha. Đây, chẳng hạn như trang mình này nó sẽ có traffic mọi người này, nó 12.000 này, 8.000 này, 7.000 một này, một tháng mọi người này. Thì cái trang web của bạn ấy, khi mà trước khi bạn gửi cho Google AdSense thì bạn sẽ cần cái yêu cầu cơ bản như vậy nha, đó là phải có traffic, chứ các bạn đừng có suy nghĩ đơn giản giúp mình là không phải là cứ có trang web gửi cho Google là nó duyệt đâu, không có nha, các bạn hiểu rõ giúp mình cái phần đó. Cái thứ hai là các bạn sẽ cần có một cái tài khoản gọi là tài khoản Google AdSense. Thì cái cách mà tạo tài khoản Google AdSense nó rất đơn giản, không có gì khó cả. Các bạn có thể lên YouTube các bạn tìm nha. Có rất nhiều người chỉ, các bạn chỉ tạo rất là nhanh thôi, tầm khoảng 50 phút thì đó thôi. Và tài khoản này á, nó sẽ là tài khoản đăng ký kiếm tiền với Google AdSense trên trang web mọi người nha. Và nó sẽ trả tiền cho bạn thông qua cái tài khoản này. Và tài khoản Google AdSense này các bạn lưu ý là một người chỉ có một tài khoản duy nhất nha. Thằng Google AdSense nó làm rất là gắt vấn đề này nha. Chẳng hạn như bạn đã tạo một tài khoản Google AdSense rồi thì cái tài khoản nó là duy nhất mọi người nha. Nếu bạn mất thì bạn phải lấy thông tin của người nhà, người thân của bạn để tạo tài khoản Google AdSense cho mình nha. Rồi, được chưa? Và Google AdSense này thì đủ 100 đô là nó sẽ trả tiền cho bạn nha. Đây, chẳng hạn như ở bên YouTube này, đó, mình cũng thanh toán này, mình đang có số dư 61 đô này, được chưa? Rồi tiếp theo bây giờ làm sao để chúng ta gửi cái đơn xét duyệt quảng cáo cho Google AdSense. Đầu tiên thì bạn sẽ đăng nhập vào cái trang Google AdSense được chưa? Tiếp theo đây bạn sẽ vào mình phần trang web. Tiếp theo đây bạn sẽ vào mình là trang web mới. Lúc này bạn sẽ thêm cái trang web mà bạn muốn gửi đơn xét duyệt kiếm tiền nha. Ở đây mình sẽ gửi luôn cái trang Hitmonlee luôn cho mọi người xem ha. Rồi ok, bấm save. Rồi, mình sẽ bấm new nha. Các bạn sẽ chờ một chút nha. Rồi bây giờ nó sẽ hiển thị ra cái trang như thế này mọi người nha, đó là nó cần bạn xác minh quyền sở hữu trang web, có nghĩa là bạn phải xác minh cho thằng Google biết là bạn là chủ của trang web nha. Chứ bây giờ bạn lấy một cái tài khoản Google AdSense bạn nhận bừa trang web này của tôi thì đâu có được đúng không, bạn phải xác minh ở tôi là chủ của trang web này. Thì bây giờ nó sẽ có rất nhiều những cái cách xác minh nha. Đầu tiên á là để xác minh trang web của bạn có sẵn sàng hiển thị quảng cáo thì bạn cần phải sao chép mã này vào thẻ hit nè. Đây thì nó cho chúng ta một cái đoạn ha, đoạn AdSense thì bạn có thể sao chép đoạn này. Sau đó thì bạn sẽ truy cập vào trang quản trị website của bạn ha. Trang quản trị, đây là trang quản trị của chúng ta, được chưa? Rồi tiếp theo bạn sẽ nếu sử dụng theme phần xăm thì bạn sử dụng theme phần xăm ha. Nếu mà bạn sử dụng theme khác thì bạn cũng thêm tương tự thôi, cũng không khác gì đâu. Đối với theme phần xăm thì chúng ta sẽ vào cái phần advanced này. Ở đây thì nó có phần header này ha, nó header grid này. Ở đây thì chúng ta chỉ cần dán cái đoạn code đó vào thôi ha. Đó, nhưng mà trước khi thêm bạn phải nhớ này là bạn thêm ở đoạn nào ha. Chẳng hạn ở đây này, đây mình xuống dòng này nó là 1Q0 này đúng không, mình dán nó này. Đó, rồi giờ mình sẽ bấm save. Xong, tiếp theo sau đó thì mình sẽ quay lại đây, mình bấm xác minh. Nhắn là tôi đã đặt mã này, bấm xác minh. Rồi giờ nó sẽ xác minh mọi người nha. Đây là một trong những cách mà chúng ta thêm cái thẻ xác minh trang web của bạn, nó đơn giản nhất mọi người đâu. Nó báo là trang web của bạn đã được xác minh này, tức là bạn đã xác minh quyền sở hữu, bạn là chủ của trang web rồi đó. Bạn thấy không? Nó đơn giản như vậy thôi.
nha, thêm vào thẻ hit ha, hit đờ ha. Còn trường hợp mà bạn không biết cách thêm thì bạn có thể lên trang Thanh ha, bạn tìm hiểu về thiết kế website này, bạn sẽ tìm tới bài viết đấy nè, hình như là mình có bài viết mình chia sẻ về phần này rồi đó, thì bạn có thể vào đây bạn tìm ha. Mình chia sẻ rất nhiều thứ ở trên trang Thiệtoly đấy, về web đấy mọi người, bạn hãy tìm ở đây ha. Mình nhớ là có, mình có chỉ cái phần này rồi đây này các bạn này, cắt chèn code này vào header nó đây nha mọi người nha. Đối với các bạn mà xài theme Photoshop như của mình á, thì là thêm như vậy. Còn đối với bạn mà sử dụng cái theme khác á, thì bạn hãy vào cái bài viết này để bạn xem ha. Đó, để bạn xác minh cái danh tính và xác minh cái trang web đó là của bạn, được chưa? Rồi, sau đó thì bạn bấm vào mình tiếp theo. Bây giờ thì bạn đã xác minh được cái quyền sở hữu trang web rồi đấy. Bạn là chủ của trang web rồi đấy. Bây giờ bạn sẽ yêu cầu xem xét ha. Rồi, mình ấn yêu cầu xem xét này. Rồi, nó báo là đã yêu cầu xem xét các bạn nha. Và bây giờ nó sẽ cho chúng ta tầm khoảng từ 2 đến 4 tuần trong việc xem xét toàn bộ trang web của bạn. Nếu mà trang web của bạn nó đạt yêu cầu thì nó sẽ gửi cái email cho bạn là cái trang web của bạn ấy sẽ được bật kiếm tiền. Còn nếu mà thất bại thì là sẽ gửi một email là trang của bạn không đủ điều kiện ha. Ở đây này đang hiển thị chữ sắp sẵn sàng mọi người này. Này, như vậy là các bạn đã làm xong cái vấn đề đầu tiên là cái trang web của bạn đã được gửi đơn rồi đó, đã gửi đơn cho Google đó. Còn cái việc mà được hay không á thì bạn sẽ phải chờ ha. Ok, thì các bạn đấy ký cho mình ở cái phần ngày thế này nha, là mình đang quay video vào ngày 12 tháng 10 năm 2024 ha, và các bạn sẽ chờ xem cái trang này sẽ mất tầm khoảng bao lâu để được xét duyệt và kiếm tiền mọi người nha. Ok, mình tạm dừng video đây nha. Xin chào mọi người nha, vậy là chúng ta phải chờ tầm khoảng là 4 ngày mọi người nha, Google mới duyệt cho mình ấy. Và rất là may mắn là Google duyệt thì mình mới có thể tiếp tục quay clip hướng dẫn mọi người nha. Các bạn có thể xem lại là ngày hôm mình quay đầu tiên là mình quay ngày 12 mọi người nha. Và bữa nay mình tiếp tục quay là ngày 16 à, tức là 4 hôm mọi người nha. Đợt này phải nói là Google nó duyệt rất là lâu mọi người nha. Khi mà cái trang của bạn á nó được duyệt kiếm tiền á, bật kiếm tiền á và đặt quảng cáo lên trang web á, là Google nó sẽ gửi cho bạn một thông báo như vậy nha mọi người nha. Đó là có tin vui, đó là trang thịnhtoanly.com của bạn đã có thể sẵn sàng hiển thị quảng cáo AdSense. Đó, đây là một cái thông báo bật kiếm tiền mọi người nha. Và cái trường hợp của mình là duyệt là trong vòng tầm khoảng 1 tuần, là nói thật là cũng rất là nhanh rồi nha. Còn có rất nhiều trường hợp các bạn sẽ mất tầm khoảng là 1 tháng, 2 tháng, thậm chí là Google nó treo luôn, nó không thèm trả lời các bạn luôn đó. Vậy thì trước khi mà đến tới phần tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ một chút để cho các bạn hiểu nha. Thì khi mà các bạn được bật kiếm tiền á, như thế này á, thì các bạn sẽ kiếm tiền như thế nào? Chúng ta sẽ kiếm tiền bằng việc là chúng ta sẽ đặt quảng cáo lên trang web mọi người nhé. Và khi có khách hàng người ta truy cập vào trang của bạn thì những cái quảng cáo nó xuất hiện và nó mang lại nguồn tiền cho các bạn nha. Nhưng mà các bạn có thể thấy được á, là đã được phê duyệt bật kiếm tiền á, không phải là bạn cứ tạo ra một trang web rồi là bạn gửi đơn cho Google AdSense là nó phê duyệt ngay đâu nha các bạn nhé. Không bao giờ có chuyện đó nha. Các bạn hãy tưởng tượng á, nó giống như là các bạn đăng ký bật kiếm tiền trên YouTube rồi đó, nó cần bạn có 4.000 giờ xem, 1.000 người đăng ký đó, tức là kênh YouTube của bạn phải có người xem, phải có người tương tác thì là nó mới bật kiếm tiền. Thì đối với việc mà bạn kiếm tiền trên trang web á, nó cũng tương tự như vậy mọi người nha, chẳng qua điều kiện nó dễ hơn một chút thôi. Có nghĩa cái trang của bạn ấy, bạn mới tạo, bạn đừng có gửi ngay cho Google nha để bạn đòi nó bật kiếm tiền cho bạn nha, không có chuyện đó nha các bạn nha. Ở đây mình sẽ minh chứng cho điều đó là các bạn xem cái trang Thiệtoly mình nha. Các bạn thấy cái trang của mình nha, có lượt truy cập cũng không phải là ít đâu nha mọi người nha, và đây là những cái lượt truy cập thật nha, người thật đó các bạn. Đó, nhưng mà mình phải mất tầm khoảng 5 ngày để được Google nó xem xét và phê duyệt. Nên là vì vậy á, mình muốn các bạn á là phải chăm sóc cái trang web của bạn thật là tốt tầm khoảng là 3 4 tháng nha, và phải đẩy traffic người thật vào thì các bạn mới có thể được phê duyệt và kiếm tiền nha. Tại vì có rất nhiều bạn inbox cho mình hỏi mình là anh ơi, tại sao mà cái trang của em á em gửi mà Google nó không có phê duyệt, không có bật kiếm tiền cho em. Thì thực ra là các bạn chưa làm đúng và các bạn chưa gọi là chăm sóc cái trang web của chúng ta đủ tốt, mà chúng ta đã gửi đơn sớm cho Google thì chúng ta sẽ phải nhận lại kết quả như vậy nha. Rồi cái tiếp theo á là mình trả lời các bạn nữa này, là khi mà các bạn được bật kiếm tiền rồi thì cái nguồn tiền của bạn có được nhiều hay không, thì cái này mình phải thành thật nha, là nếu mà bạn xác định là bạn
bật kiếm tiền đặt quảng cáo lên trang web thì bạn nên hướng tới cái lượng traffic nước ngoài nha, hay là còn gọi là những cái trang web tin tức về nước ngoài á, hay là những cái trang mà chia sẻ và dành cho những người nước ngoài người ta truy cập á, thì bạn mới kiếm tiền theo cái hình thức này nha. Còn nếu các bạn tạo một cái trang web mà cho người Việt và người Việt truy cập á, thì cái lượng tiền mà kiếm từ Google Ads ấy, nó rất là ít các bạn nha, nó không có nhiều đâu. Chẳng hạn như các bạn có một trang web mà có tầm khoảng 1.000 đến 5.000 người truy cập một ngày và đó là người nước ngoài ấy, thì một ngày bạn có thể kiếm được 20 đến 50 đô một ngày là bình thường. Nhưng mà cũng một cái lượng traffic như vậy nhưng mà đó là người Việt Nam chúng ta, thì Google nó chỉ trả cho chúng ta tầm khoảng 5 đến 15 đô mọi người nha, rất là ít luôn. Và nó cũng không đủ để cho bạn có thể trang trải no cho cuộc sống đâu. Nhưng mà có một cái đặc điểm rất là hay là đây là nguồn thu nhập thụ động các bạn nha. Nó rất là sướng bởi vì các bạn không cần phải làm gì cả và các bạn nhìn thấy đồng tiền của bạn nó cứ tăng lên, nó nhảy theo từng ngày các bạn nha. Đó, thì cái đó mình cũng chia sẻ thẳng với các bạn. Cái tiếp theo á, mà mình muốn chia sẻ với mọi người á, là bạn kiếm được tiền á, nó có nhiều hay ít, nó phụ thuộc vào yếu tố gì. Thì bạn kiếm được nhiều hay ít nó phụ thuộc vào cái lĩnh vực của bạn nha. Chẳng hạn như khi mà cái trang web của bạn là về chủ đề game thì những quảng cáo về game nó sẽ xuất hiện và cái tỷ lệ mà bạn kiếm được tiền từ những cái quảng cáo game nó rất là ít các bạn nha, tại vì những cái nhà quảng cáo về trò chơi game người ta bỏ tiền vào quảng cáo chạy ad rất là ít đó, và người ta không có phải tốn quá nhiều chi phí để chạy, nên thành ra là bạn là cái người mà được kiếm được tiền ấy, bạn sẽ không được nhiều. Nhưng mà ví dụ cái trang của bạn chia sẻ về lĩnh vực ô tô hay là lĩnh vực nhà cửa thì những cái quảng cáo xuất hiện chính là những cái quảng cáo về ô tô Mercedes, Audi vân vân, hay là những cái quảng cáo về bất động sản, thì cái lượng tiền bạn kiếm được nó sẽ rất là nhiều nha, nó tỷ lệ thuận với cái lĩnh vực mà cái trang web của bạn nó đang hoạt động nha. Được chưa? Rồi, cái tiếp theo nữa mà mình muốn chia sẻ với mọi người á là cái này kiếm tiền có ngon không? Thì mình chia sẻ với mọi người á là có rất nhiều người kiếm tiền thông qua việc đặt quảng cáo lên trang web rất là ngon các bạn nha, và người ta có thể tạo ra một thu nhập cực kỳ khủng, nhưng mà chẳng qua là họ không có chia sẻ cái phương pháp và cách làm cho các bạn biết thôi. Ok, và bây giờ thì chúng ta hãy đến với quy trình đặt quảng cáo lên trang website mọi người nha. Thì khi mà cái trang web của bạn á nó được phê duyệt á thì là nó sẽ hiển thị khi bạn truy cập vào cái tài khoản Google AdSense nha. Bạn vào phần trang web này, nó sẽ hiển thị là cái chữ sẵn sàng mọi người nha. Ở đây mình sẽ loát lại cho người xem này. Đó. Nó sẽ hiển thị cái chữ sẵn sàng. Ok chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái quy trình mà chúng ta đặt quảng cáo lên trang website và sẽ có những cái phương pháp nào và những cái cách làm nào để các bạn đặt quảng cáo lên trang website nha. Đầu tiên là khi mà cái trang của bạn được phê duyệt và kiếm tiền là bạn sẽ nhận được một cái email thông báo của Google nha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi bạn truy cập vào cái tài khoản Google AdSense của bạn, ở cái phần trang web nó sẽ hiển thị chữ sẵn sàng mọi người nha. Đây các bạn thấy không? Sẵn sàng. Nhưng mà ở đây nó sẽ thông báo một cái là thu nhập của bạn có thể bị ảnh hưởng nha. Bạn cần khắc phục một số vấn đề với tạp ADS test mọi người nha. Đó. Thì các bạn cái khắc phục cái vấn đề báo đỏ này như thế nào thì bạn làm như sau cho mình nha. Đầu tiên á thì bạn sẽ ấn vào cái đường dẫn của cái trang web của bạn này, ấn vào đây. Nó sẽ xuất hiện một cái tạp này, đó là ABS.txt nha, bạn bấm sao chép cho mình. Tiếp theo sau đó bạn sẽ cần truy cập vào cái trang quản trị website nha. Ở đây mình sẽ truy cập vào trang quản trị website nha. Và đây là tại trang quản trị website của mọi người rồi nha. Mọi người sẽ vào trong phần login và mọi người chọn cho mình là cài login nha. Tiếp theo thì bạn sẽ tìm login, bạn nhập cho mình chiếc file nha. Tiếp theo bạn cài mình cái file manager, bấm cài đặt ngay. Tiếp theo bạn hãy kích hoạt nó lên cho mình nhé. Rồi tiếp theo thì bạn hãy vào cho mình là trình quản lý tạp. Tại giao diện ngay đầu tiên như vậy, bạn sẽ ấn cho mình cái dấu trắng này, label file này, bấm vào đây. Sau đó bạn chọn cho mình cái tạp là txt nha. Rồi bạn đặt tên nó là ads ha. Rồi bạn bấm enter. Rồi nó tạo xong đúng không? Tiếp theo sau đó bạn sẽ bấm vào đây. Bạn bấm cho mình chữ là code editor nha. Rồi tại đây bạn sẽ dán cái đoạn code mà Google cung cấp cho chúng ta đây nè. Đó, sao chép ha. Rồi quay lại đây. Bấm dán cho mình ha. Rồi tiếp theo bạn bấm sell và đóng. Rồi xong.
Bây giờ thì bạn có thể kiểm tra lại nó đã lưu hay chưa ha. Rồi nó có nha mọi người nha. Rồi chúng ta bấm đóng thôi, cancel thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ quay trở lại cái tài khoản trang web ha. Rồi bấm qua đây. Lúc này bạn có thể bấm chữ khắc phục ngay. Rồi các bạn có thể bấm loát ha. Đó. Google bây giờ là nó chưa có thông báo đâu, nó mất cái thông báo đỏ nha mọi người nha. Đó. Và cái tab này thì từ từ nó sẽ tìm thấy cho các bạn nha. Đó. Hiện tại thì khi mà bạn mới thêm vào thì nó sẽ chưa cập nhật kịp đâu, được chưa? Đó, nhưng mà các bạn xử lý như vậy là xong nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ chia sẻ mọi người về cái cách mà chúng ta đặt quảng cáo lên trang web nha. Thì các bạn sẽ truy cập cho mình cái phần quảng cáo này. Tại đây nó sẽ có hai phương pháp mọi người nha. Hai phương pháp đặt quảng cáo thì mình sẽ giới thiệu cả hai phương pháp. Phương pháp mà đơn giản và dễ nhất đó là phương pháp mà bạn đặt quảng cáo tự động. Quảng cáo tự động tức là bạn cho Google nó tự phân phối các bạn nha. Google nó sẽ tự bố trí làm sao nó phù hợp nhất, có nghĩa là nó sẽ đặt những cái vị trí quảng cáo mà nó cảm thấy là tốt nhất, ok nhất và kiếm được nhiều tiền nhất cho bạn. Bạn sẽ không cần làm gì cả, nên là rất là đơn giản và rất là nhanh. Và khi mà bạn đặt cái quảng cáo tự động á, nó có một cái hay này nữa này các bạn này, là các bạn rất ít khi nào bị vi phạm chính sách kiếm tiền của Google AdSense nha. Nó khi bạn đặt quảng cáo tự động, cái đó là ưu điểm của nó nha. Nhưng mà nhược điểm của nó là nó xuất hiện không theo ý muốn của các bạn đâu nha. Tại vì bạn cấp quyền cho nó mà, bạn cho Google mà, nên là thành ra nó có thể đặt những cái vị trí quảng cáo mà bạn cảm thấy nó rất là khó chịu, bạn không thích, bạn chủ của trang web bạn thấy là như vậy là không được, nhưng bạn sẽ không có quyền can thiệp ha. Rồi cái đó là cách thứ nhất mà ok nhất. Cách thứ hai là bạn sẽ tự đặt quảng cáo vào vị trí mà bạn muốn, thì bạn sẽ ấn cho mình cái phần là thêm đơn vị quảng cáo. Tại đây á là Google nó cho chúng ta là bốn cái kiểu quảng cáo khác nhau, nhưng mà phổ biến nhất là quảng cáo hiển thị, quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu và quảng cáo trong bài viết các bạn nha. Ở đây mình sẽ xóa cái này đi. Đây mình xóa cái này đi ha. Đó, tại đây là những cái quảng cáo cũ ngày xưa ha. Mình xóa cho nó gọn gàng lại. Các bạn chờ mình một chút xíu nha. Tại vì trang này thì trước đây là mình cắt đây tầm khoảng 1 năm rưỡi, 2 năm á, là mình có kiếm tiền thông qua việc đặt quảng cáo rồi. Rồi mình sẽ xóa đi, được chưa? Thì phổ biến nhất á là sẽ có ba cái quảng cáo mà bạn hay dùng nha, đó là quảng cáo hiển thị, đó, nguồn cấp dữ liệu và trong bài viết. Và khi mà bạn tự đặt quảng cáo như vậy á, có cái ưu điểm á là bạn có thể phân bố quảng cáo theo cái nhu cầu của bạn. Chẳng hạn như bạn thích cái quảng cáo nó xuất hiện ở ngay đầu trang này thì đó là quyền của bạn, có nghĩa là bạn được phép bạn chọn vị trí hiển thị quảng cáo ha. Nó rất là hay cho đó. Nhưng mà nhược điểm của nó là bạn sẽ tốn nhiều thời gian nha để bạn thêm cái quảng cáo của thằng Google vào trang web của bạn. Tại vì bạn làm thủ công mà, và bạn sẽ lựa chọn những vị trí. Và cái thứ ba là khi mà bạn tự đặt quảng cáo theo ý của các bạn ấy, thì nó sẽ xảy ra những trường hợp là bạn vi phạm chính sách của Google AdSense. Cái tỷ lệ bạn vi phạm chính sách của Google AdSense nó rất là cao các bạn nha, cao cực kỳ. Đó. Nhưng mà cái ưu điểm của nó là bạn có thể chọn được cái vị trí mà bạn muốn hiển thị quảng cáo, làm sao phù hợp với trang web các bạn, nó không gây sự khó chịu cho người dùng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cả hai phương pháp nha. Cái phương pháp đầu tiên là chúng ta sẽ tự đặt quảng cáo, thì các bạn sẽ vào mình cái phần quảng cáo, được chưa? Tiếp theo thì bạn ấn cho mình là thêm đơn vị quảng cáo. Tại đây thì bạn sẽ chọn cho mình là quảng cáo hiển thị đây. Rồi ở đây à, nó sẽ cho chúng ta chọn cái cách hiển thị nha. Đây, bạn có thể xem trước cái quảng cáo hiển thị như thế nào. Ở đây bạn có thể chọn nó hình vuông, hình ngang, đó, hoặc hình rộng. À, hạn như bạn muốn cho nó vô bài viết thì bạn sẽ cho nó ở hình ngang đi, được chưa? Rồi giờ tiếp theo bạn đặt cái tên quảng cáo, hạn như là quảng, cái này bạn đặt tên kiểu gì được nha. Đó, cái tên đơn vị quảng cáo bạn cũng đặt kiểu gì được, thoải mái, vô tư, không có gọi là khó khăn gì đâu. À, đó, rồi giờ mình đặt là ví dụ là quảng cáo bài viết ha, quảng cáo bài viết 1. Rồi tiếp theo là ở đây á, mặc định nó là chọn là thích ứng, tức là nó sẽ thích ứng làm sao phù hợp với trang web của bạn. Còn nếu mà bạn muốn nó một cái kích thước cố định nào đó thì bạn sẽ được quyền bạn chọn luôn nha. Hạn như bạn có thể chọn là chiều rộng là bao nhiêu, chiều cao là bao nhiêu. À, ở đây thì theo mình thì bạn nên chọn thích ứng này để nó tự nó căn chỉnh làm sao mà phù hợp với trang web của bạn. Rồi sau đó thì bạn ấn cho mình chữ tạo. Rồi tiếp theo ở đây á, là nó sẽ xuất hiện một cái đoạn code các bạn nha. Đó, đây là code HTML. Đó, thì bạn chỉ cần ấn sao chép thôi. Được chưa?
Rồi bây giờ thì bạn sẽ dán vào cái vị trí mà bạn muốn quảng cáo nó xuất hiện nha. Rồi bây giờ chẳng hạn mình muốn cho nó vào cái trang chủ đây. Ok, mình sẽ vào phần trang này. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ vào đây. Mình muốn cho một cái quảng cáo này nó ở cuối cái chân, cuối của cái bài viết, cuối cái trang chủ của mình á. Thì mình chỉ cần mở cái trang chủ của mình, chỉnh sửa này, UX Builder này, thấy chưa? Rồi tiếp theo mình bấm ở đây dấu cộng này. Đó, rồi mình sẽ chọn cái phần là HTML. À, ok, rồi mình chỉ cần mình dán nó có ra vào. Ở đây mình có thể ghi nhớ là quảng cáo ha. Đó, quảng cáo. Rồi mình bấm Apply. Được chưa? Xong, như vậy là bạn đã tự thêm thủ công quảng cáo của Google AdSense vào trong web của bạn rồi đó. Nó đơn giản như vậy thôi mọi người nha. Ở đây thì các bạn sẽ phải chờ tầm khoảng ít nhất là nửa ngày đến một ngày cho quảng cáo xuất hiện nha, chứ không phải là bạn thêm vô phát là Google nó phân phát quảng cáo liền đâu, không có chuyện đó đâu nha các bạn nha. Các bạn lưu ý cho mình cái điều đó ha. Nên là nhiều bạn á không biết, cứ tưởng là thêm sai rồi, không được. Đó, tại sao thấy cái trang web mà thêm rồi mà sao không thấy quảng cáo xuất hiện? Đó là do là bạn phải chờ cho Google nó phân phát từ từ, tại vì nó phải xem là cái trang của bạn á nó đang chia sẻ về nội dung gì để nó phân phối quảng cáo cho phù hợp. Chẳng hạn như trang mình chia sẻ về website thì là nó sẽ có những quảng cáo về hosting này, hay là những cái quảng cáo về gọi là thiết kế web đó xuất hiện, được chưa? Đó. Thì bạn phải chờ nha, chứ không phải là nó xuất hiện ngay lập tức cho bạn đâu, được chưa? Đó là một cái lưu ý. Rồi chẳng hạn như bây giờ bạn muốn thêm nó ở trong bài viết đây thì bạn cũng sẽ làm như sau ha. Bạn sẽ vào, chẳng hạn bây giờ mình muốn thêm vô cái bài viết đây, mình mở tất cả bài viết này. Rồi ở đây mình sẽ cho nó vào cái, mình sẽ dán quảng cáo vào cách mua tài khoản các cấp hàng, mình bấm chỉnh sửa này. Rồi ok, đầu tiên bạn bấm sửa thì cách thủ công này thì bạn sẽ lựa chọn cái vị trí mà bạn muốn đặt quảng cáo. Ở đây mình muốn cho một cái quảng cáo khúc này đi đó, thì mình bấm vào đây, mình sẽ chọn là HTML. Rồi sau đó mình dán cái đoạn code mà Google vừa cấp cho mình ở đây, thì tức là chỗ này á là nó sẽ là quảng cáo các bạn nha. Đó, nó sẽ quảng cáo, hiện tại nó chưa xuất hiện đâu, được chưa? Đây là cái cách thủ công mà, nên là nó tốn thời gian là như vậy, nên mình mới nói các bạn là nó tốn thời gian nào chỗ đó. Nhưng mà bạn được cái là bạn được phép lựa chọn cái vị trí quảng cáo xuất hiện nhiều hay ít là do bạn, Google không can thiệp được ha. À, rồi chẳng hạn như bạn thích nó xuất hiện thêm ở chỗ này nữa này, nó thêm chỗ này cho thêm cái quảng cáo này, đó, dán vào đây ha. À, rồi tiếp theo bạn quay trở lại cái trang này, rồi bạn bấm cho mình chữ xong ha. À, rồi tiếp theo bạn muốn quảng cáo nguồn cấp dữ liệu thì bạn ấn vô đây đó. À, cái này thì nguồn cấp dữ liệu này là bạn sẽ đề xuất quảng cáo ha. Đó, và khi mà bạn đây là, chẳng hạn như bạn nhập cái trang web của bạn vào đó, thì Google nó sẽ quét mọi người nha, nó sẽ quét cái trang của bạn ha, và nó sẽ cho các bạn một cái nguồn cấp dữ liệu làm sao cho hợp lý ha. Rồi nó sẽ quét trang này, bấm quét trang đó, thì nó sẽ đi tìm cái nguồn cấp dữ liệu trên trang của bạn. Nguồn cấp dữ liệu là đề xuất những cái trang web khác đấy mọi người, giống như là quảng cáo song hành web đấy mọi người nha. Đó, rồi ok đây. Đó, nó cho những quảng cáo như vậy này, chưa, đề xuất dữ liệu ở trên di động này, đó là có những cái vị trí này quảng cáo này ha. Đó, nó sẽ cho bạn xem trước cái quảng cáo của bạn ha, chưa. Đó, bạn có thể xem mà hai giao diện này, bạn muốn xem là desktop này. Đó, đây đây ha. À, bạn thấy chưa, đây những vị trí đây. À, nguồn cấp dữ liệu chưa, rồi đó. Rồi cái nguồn cấp dữ liệu này thì thực ra là chúng ta cũng ít xài lắm, chúng ta không có xài nhiều, tại vì cái doanh thu tiền từ cái nguồn cấp dữ liệu cũng không có được nhiều ha, chủ yếu là quảng cáo hiển thị, quảng cáo cho bài viết thôi. Tiếp tục chúng ta sẽ đến quảng cáo bài viết này đó, quảng cáo bài viết thì nó chắc có cái như vậy mọi người nha. Bạn có thể xem kích thước này đó, khi người ta xem ở trên nó xuất hiện như vậy nè mọi người này, đó ở trên trang web các bạn chưa, thì bạn vẫn phải đặt tên cái tên quảng cáo này các bạn, như là mình đặt là quảng cáo bài viết một, bài viết một ha. Rồi tiếp theo là tùy chọn chung này, đó hiển thị quảng cáo này, rồi kiểu này, bạn có thể chọn được cái phông chữ của cái quảng cáo nha. Rồi bạn có muốn tiêu đề nó màu đen hay màu đỏ, đó, rồi mô tả màu gì ha. Đó, ở đây thì chúng ta chọn kiểu được Google tối ưu sẵn rồi, để chúng ta khỏi cần tối ưu ha, cho Google tối ưu giúp cho chúng ta, rồi chúng ta bấm new và lấy mã ha. Đó, đã quảng cáo một là nó đã tồn tại một đơn vị quảng cáo cùng tên này, thì chúng ta sẽ đổi tên nè, chúng ta thêm là quảng cáo bài viết 2 ha, bấm new và lấy mã.
Rồi nó cho ta một cái đoạn mã này, bạn chỉ cần sao chép đoạn mã này, rồi bấm hoàn tất. Rồi tiếp theo bạn quay trở lại cái trang quản trị website của bạn người này. Đó, mọi người ví dụ muốn đặt ở vị trí nào tiếp này, ở đây mình đặt ở đây đây ha. Rồi bấm vào đây. Rồi mình dán cái đoạn nó vào đây ha. Rồi. Tiếp theo các bạn có thể chọn bất kỳ một vị trí nào các bạn thích. Đó. Đây, thêm HTML thôi. Đây là cái cách thủ công mà. Và một cái lưu ý ấy, là dụ những cái quảng cáo một, quảng cáo bài viết một, bài viết hai này là những cái quảng cáo nó sẽ khác nhau mọi người nhé. Nó sẽ hiển thị quảng cáo khác nhau. Bạn có thể tạo cùng một cái thằng này cho 10 cái quảng thị hiển cáo khác nhau đều được ha. Hạn ở đây bạn chọn là quảng cáo này, bài viết này, nói hai đâu thì đây là ba ha. Rồi mình bấm tạo thì cái thằng này nó sẽ cho một cái đoạn mã khác nha. Đó, nó cho đoạn mã khác. Đây là mình giải thích cho mọi người cái đoạn này, phần này. Rồi bấm dán đây ha. Rồi bấm xong ha. Tức là ở cái phần quảng cáo hiển thị, quảng cáo bài viết này và quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu này, bạn được quyền bạn tạo rất nhiều cái loại quảng cáo khác nhau nha. Và những cái quảng cáo khác nhau này nó sẽ hiển thị những cái thông tin quảng cáo khác nhau, chẳng hạn như thằng này quảng cáo về ô tô, thằng quảng cáo bài viết một là quảng cáo về ô tô đi, thì có thể thằng quảng cáo bài viết hai này nó sẽ là quảng cáo về nhà, hoặc là quảng cáo về một hãng ô tô khác đó, và quảng cáo bài viết ba là có thể là quảng cáo về xe máy chẳng hạn, được chưa? Đó, thì bạn tạo càng nhiều quảng cáo hiển thị thì bạn sẽ có càng nhiều cái đoạn code để bạn thêm vào cái trang web của bạn thôi. Sau khi bạn thêm thủ công như vậy rồi thì bạn bấm new thay đổi. Đó. Xong lúc này thì bạn có thể ấn xem bài viết ha. Xem bài viết thì như Thịnh đã chia sẻ mọi người rồi ấy, là các bạn phải chờ để Google nó phân phát quảng cáo. Đó, như như bây giờ các bạn thấy là những cái khoản mà bạn thêm quảng cáo ấy, là hiện tại bây giờ là nó đang là trống không mọi người này. Nó đang chấm không, nó đang là khoảng trắng, bởi vì nó chưa xuất hiện quảng cáo đây. Đó, những cái vị trí mà chúng ta vừa mới thêm thì là nó sẽ là cái một cái vị trí khoảng trắng nha các bạn ha. Với lại là cái trang web của mình là hiện tại là những cái trình duyệt của mình là hiện tại mình đang bật cái chế độ là chặn quảng cáo các bạn nha. Đó là thành ra các bạn có thể thấy được là một số cái là nó chưa có hiển thị. Mình coi cái chương trình nào mình chưa có chặn quảng cáo này. Đây này, như cái trình này là mình chưa chặn quảng cáo này ha. Nó như tài khoản này thì các bạn thấy được là những cái khoảng trắng chúng ta vừa mới thêm vào này, nó chính là cái phần là quảng cáo, nhưng chẳng qua là nó chưa xuất hiện này mọi người này. Ở cái chỗ nào mà trắng á, những cái khoảng trắng á, là những cái chỗ mà chúng ta vừa mới thêm những cái quảng cáo vào ha các bạn ha. Các bạn sẽ chờ nha, chờ cho mình chứ không phải là nó xuất hiện ngay lập tức cho mình đâu, được chưa? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái phần là quảng cáo mà tự động, mà nó gọi là ngon nhất, mà nó nhàn nhất các bạn nha. Thì các bạn chỉ cần vào mình phần trang web này. Đó, thì cái thủ công này vừa nãy mình đã chia sẻ rất là kỹ nha mọi người nha. Rất là kỹ à, là theo đơn vị quảng cáo là rất là kỹ rồi đó. Rồi giờ là theo quảng cáo tự động này, là có nghĩa là nó cho Google phân phát, mày muốn phát sao phân phát. Tôi cho phát thoải mái ha. Thì bạn sẽ vào mình cái dấu chỉnh sửa ở đây ha. Tiếp theo thì bạn bấm cho mình chữ OK. Sau đó thì bạn sẽ bật lên cho mình nha. Lúc đầu nó sẽ tắt, bạn bật lên cho mình là quảng cáo tự động. Tiếp theo thì bạn sẽ chỉnh ở đây nha. Đây nè, bạn có muốn quảng cáo dựa trên ý định không? Đó, thì nếu bạn thích thì bạn có thể tích ở đây ha. Đó, và bạn phải đồng ý cái chính sách, điều khoản chính sách của AdSense nè, xác nhận cho mình nha. Rồi tiếp theo định dạng trên nội phủ này. Đó, bạn có muốn quảng cáo cố định xuất hiện không? Bạn có muốn giải quảng cáo dọc hai ở bên trang hay không? Rồi bạn có muốn quảng cáo giữa hai lần tải trang hay không? Đó, các bạn không muốn thì bạn tắt đi. À, các bạn cảm thấy nó phiền, nó khát quá thì bạn tắt đi. À. Rồi, còn các bạn thích thì bạn phải bật, được chưa? Rồi tần suất quảng cáo giữa các lần tải trang bạn có thể quy định được nha. Đó, nó có thể là 1 phút này, 2 phút, 5 phút hoặc là 10 phút. Ở đây thì bạn phải chọn là 5 phút để cho nó dụ khách hàng ta, hoặc là cho 2 phút đi, tại vì thường thường khách hàng ta không ở trên trang vậy quá lâu đâu. Đó, nếu mà người ta ở lâu thì cho người ta xuất hiện thêm quảng cáo để kiếm thêm tiền. Đó, ở đây chọn là 2 phút, được chưa? Rồi tiếp theo á là định dạng trong trang. Đó, bạn có muốn quảng cáo multi-link không? Đó, nếu bạn thích thì bạn tích vào đây. Rồi bạn có muốn quảng cáo cái nội dung tìm kiếm có liên quan hay không, bạn có thể tích vào đây ha. Nghĩa là bạn bật càng nhiều quảng cáo thì bạn kiếm được càng nhiều tiền nha. Trường hợp mà bạn đặt ít quảng cáo thì bạn đồng nghĩa việc bạn sẽ kiếm được ít tiền, được chưa? Rồi chẳng hạn bạn muốn cái lượt quảng cáo là có nhiều hay ít, mặc định của Google là nó chỉ cho lượt quảng cáo là gọi là tầm trung thôi, nó không có cho nhiều ha các bạn ha, nó cho ở mức trung bình. Nhưng bạn có thể kiếm được nhiều tiền thì bạn phải chọn chỉnh tối đa cũng được. Tối đa là nó sẽ cho tần suất mà quảng cáo xuất hiện trên trang bạn
cực kỳ nhiều bạn nha, gần như là dày đặc các bạn nha. Đây này, nó đang hiện là chín quảng cáo trang này bạn ha. Đấy, nó sẽ quảng cáo như vậy này, mà các bạn có thể xem được này đó, xem là những quảng cáo xuất hiện như nào này. Đây này đó các bạn, quảng cáo quá trời nhiều bạn ha, đó quá trời quảng cáo bạn ha. Đấy chưa, như ví dụ các bạn tránh xuống xuống thấp đây, ở đây chẳng hạn mình tránh xuống thấp đây thì nó chỉ còn có 5 quảng cáo thôi, nó đang giảm bạn này, ở trên này này ha, đó nó đang giảm từ từ ha. Đó thì cái phần này bạn phải điều chỉnh được nhé, bạn phải điều chỉnh. Ở đây thì nó đang đề xuất cho chúng ta này. Đấy, nó đang giảm các bạn này, toàn 7 này ha, toàn 5 này các bạn ha. Đó khi bạn tránh cái lượng quảng cáo mà xuống ít đấy. Đó. Như ở đây thì chúng ta cứ cho ở giữa đây ha, mình cho ở giữa rồi. Tiếp theo đó quay trở lại đây, vùng bị loại trừ này đó, bây giờ bạn muốn loại trừ cái phần nào đó, rồi các trang mà loại trừ bạn muốn trang nào không có quảng cáo, hạn như bây giờ bạn muốn là cái trang chủ này không có quảng cáo này thì bạn chỉnh được luôn đó, thì bạn thêm cái trang chủ này vào ha, thêm cái trang chủ này vào vào chỗ này đó. Hạn bây giờ mình muốn là không muốn xuất hiện cái quảng cáo ở trang khuyến mãi thì hạn đây, thì mình có thêm cái trang khuyến mãi này vào, mình sao chép này đó, mình dán cái đường dẫn nó vào đây ha. Rồi mình sẽ chọn là chỉ trang này, ok, thì cái trang khuyến mãi này nó sẽ không xuất hiện quảng cáo bạn nha. Đó chưa, rồi hiểu đơn giản như vậy. Tiếp theo đó thì bạn chỉ cần chọn là áp dụng cho trang web là xong rồi. Bây giờ các bạn sẽ làm thêm một bước nữa nha, cũng khá quan trọng là bạn phải ấn cho mình lấy mã này. Rồi đây là Google sẽ cho ta một cái đoạn code mọi người nha, mọi người bấm được sao chép ha. Rồi tiếp theo thì bạn sẽ quay trở lại cái trang quản trị website cho mình. Bạn sẽ quay lại trang quản trị này. Tiếp theo thì bạn sẽ mở cái trình quản lý tab lên. Tiếp theo thì bạn sẽ vào cho mình cái phần là create content các bạn nha. Rồi ở đây thì bạn sẽ vào cho mình phần theme. Bạn sẽ vào cho mình là theme Flash Chill này. Hoặc là bạn sẽ vào mình phần Flash này. Và đây nó có mục là head nha mọi người nha, head đò này, bạn bấm vào đây cho mình và chọn cho mình code editor. Rồi tiếp theo bạn kéo dưới cho mình ha, và bạn có thể mở cái bài viết của mình đây này, mình có một bài viết là hướng dẫn khá là chi tiết ha. Đây cắt đặt quảng cáo ha, đây ở đây thì các bạn sẽ như sau này. Đây ở đây mình chia sẻ này đó, bạn vào phần xăm này ha, đây này đó, bạn vào thêm phần xăm ha, đây hoặc là mình sẽ tắt đây, mình sẽ vào thêm này phần nó xăm chill này. Nếu trường hợp phần nó xăm chill của bạn nó không có cái mục mà hit thì bạn sẽ vào mình phần nó xăm ha. Này cái file người ta cần chỉnh là hit đờ này ha, đây hit đờ này được chưa. Rồi bạn sẽ mở cho mình là code editor này, làm giống như mình hướng dẫn này, bấm ra đây code editor này được chưa. Tiếp theo thì bạn sẽ tìm tới cái phần mà nó có cái dòng thứ 10 và dòng thứ 13 này, đây dòng thứ 10 tùy nha, tùy trang nha. Đó bạn kéo xuống, bạn phải nhìn này, nó có PHP là hit này và cuối cùng là hit này. Đó, PHP này, đây này nó là dòng thứ 17 các bạn nè, các bạn có thể xem kỹ ở đây ha, mình chỉ rất chi tiết đây này. Bạn sẽ cắt xuống dòng cho mình ha, rồi lúc này bạn sẽ dán con code vào đây đó ha. Đây này cái chỗ chúng ta thêm này, đó là PHP này, đây PHP này, red hit này chưa, và cái cuối chấm cuối nó là hit này đó, và nó sau cái body này class này, sau body class này, sau đó bạn bấm cho mình chữ sell. Rồi ok mọi người nha, vậy là Thịnh đã chia sẻ xong cho mọi người cái phương pháp từ đầu tới cuối cái việc mà kiếm tiền bằng Google AdSense mọi người nha, trên website nha. Thì Thịnh chúc mọi người thành công nha, do cái trang của mình thì nó thật mọi người là mình chỉ là ví dụ người thôi, mình cũng không có nhu cầu mình kiếm tiền với việc đặt quảng cáo lên Google AdSense cả, nên thành ra là các bạn có ủng hộ mình thì hãy truy cập vào trang của mình đọc cái bài viết mình chia sẻ mọi người nha. Đó là mình đã cảm thấy rất là vui rồi nha các bạn nha. Đây này các bạn đây này, đó đã xuất hiện quảng cáo ha. Đó, ok chưa? Đã xuất hiện quảng cáo này. Nó sẽ xuất hiện từ từ các bạn nha. Vừa nãy mình mới gọi là mình test chơi chơi vui vui các bạn này, thấy không? Đó, quảng cáo sữa có chút để cáng rồi này mọi người. Nó sẽ có một quảng cáo bự ở đây nữa cơ. Đó, ok chưa các bạn? Ha. Rồi thì mình chúc là các bạn thành công và các bạn hãy cứ thực hiện giống như mình hướng dẫn đi. Rồi chắc chắn là các bạn sẽ kiếm được ra tiền, bởi vì chỉ cần cái trang của bạn nó được phê duyệt kiếm tiền như thế này, các bạn có thể mang
nó đi và bán cho người khác, bạn cũng có thể kiếm được mấy triệu hoặc chục triệu rồi ha. Nên các bạn cứ làm theo mình là chắc chắn các bạn sẽ kiếm được tiền ở trên không gian mạng các bạn nha. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình, chúc mọi người thành công, bye bye mọi người.